con với niềm tin biết hộ trì và biết lạc trú trong thiền. Chư thiên tại vân tập xin tùy ý các Phật là được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trí đức cầu phục lành phát sân. Dạ sư thú thành thầy, chúng con thành kính đại lễ của tri ân hòa thượng giác đạo. Giờ đây chúng con thành kính đại lễ và cung kính hòa thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giảng. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tầm chúng. Xin chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua các môn Phật Pháp cơ bản, là chân lý thứ hai ở trong bốn chân lý mà gọi là tứ diệu đế. Khi nói đến cái sự khổ thì Ngài đã trình bày luôn cả về cái nguồn gốc hay là cái nhân sanh cái sự khổ. Có lẽ là chưa có một tôn giáo nào khi mà họ nói đến cái khổ của nhân loại, cái khổ của chúng sanh, rồi đưa ra được cái nguồn gốc. Bởi vì không ai có thể biết được, bởi vì cái khổ nó xảy ra trong đời sống, ngay trong trước mắt. Nhưng mà cái nguồn sâu xa ở bên trong, tức là cái nguồn cội mà phát sinh lên cái sự khổ đau, thì phàm phu không thể biết được. Chỉ có bậc chánh đẳng giác, Ngài đã ngộ thành tựu vô thượng chánh đẳng giác thì Ngài đã thấu triệt 40 chân lý. Người ta cũng có thể nói đến các hậu quả, và nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân mà họ nêu ra để chứng minh cái hậu quả, nguyên nhân và hậu quả, thì cái nguyên nhân đó là nguyên nhân gần cũng như khi mà một người mà họ chết trong cái mùa dịch, thì nếu mà họ nói nguyên nhân của cái chết là tại vì cái biến chứng là khó thở, thì đó chỉ là nguyên nhân hay một lý do gần thôi. Nhưng mà đối với những người hiểu biết sâu sắc đó, nó chính là do virus của corona. Virus corona thì đó là cái nhân mà làm cho nhân loại bị chết. Thì cũng vậy, khi người ta nói đến nhân
làm cho nhân loại khổ, như là họ do vì chiến tranh hay là bị nghèo đói. Hoặc là những môi trường vân vân. Họ chỉ nói được cái nguyên nhân khổ đó. Nhưng mà cái sâu xa nhất, tức là cái nguồn cội vô minh và ái, nó tạo nên cái cuộc sống khổ này, thì không có ai biết được ngoài Đức Phật. Cho nên chính vì chỗ đó, khi mà chúng ta học về tứ diệu đế, học về cái chân lý thứ hai cũng là một điều rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Hòa Thượng Giác Đẳng giảng giải về cái chân lý thứ hai là tập đế. Lúc Samudayo hay là Samudaya Sacca. Bây giờ thì xin mời cô Metta đọc cho chánh phương của bài học, sau đó cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng vị giảng sư hôm nay sẽ bắt đầu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ cha Thủ Lĩnh Thầy, chúng con thành kính truy ân Hòa Thượng Tuệ Siêu. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay phần 2 Phật Pháp Tập Đế. Tập Đế có nghĩa là sự thật về nguyên nhân căn cội của đau khổ. Dùng chữ căn cội có nghĩa là nguồn gốc chính yếu, sâu xa nhất, chứ không phải chỉ là nguyên nhân nhất thời trong một giai đoạn nào đó. Thí dụ, virus là nguyên nhân chính của sự chết, chứ sự khó thở chỉ là lý do trước mắt. Nguyên nhân của đau khổ chính là tâm hà. Tâm hà có thể là khát ái. Đây là sự khao khát không bao giờ thỏa mãn. Có thể hiểu qua hai cách. Bao nhiêu cũng không đủ, hoặc cứ muốn lặp đi, lặp lại. Trạng thái này là căn bệnh muôn thuở của chúng sanh, không thể đoạn trừ bằng sự áp đảo thông thường. Nói về tập tính, đôi khi cũng dịch là khổ tập. Kinh Chuyển Pháp Luân ghi như sau. Idang khổ pana khi khave dukkha samudayang ariya sacchang yajang tanha punavavika nandi raga sahagata tatra tatra finandi seya thiyang kama tanha phava tanha vipava tanha. Đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỷ khao, chính là các ái đưa đến tái sanh. Câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu dục lạc chỗ này, chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này chư thiền, như vậy gọi là khổ tập thánh đế. Trích kinh Chuyển Pháp Luân, Thamma Chakkappavat Tatra Sutta, tương ưng bộ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các ái đưa đến tái sanh, tăng hà, punapha, chính là động lực chủ yếu tạo nên trầm luân sanh tử. Không có các ái, thời không có sự tạo thành năm uẩn. Nói cách khác là không có luân hồi trong tam giới. Câu hữu với hỷ và tham, nandi raga sahagata, là đi chung với hai trạng thái. Tức sự hưởng thụ và hỷ cho tận hưởng cầu tiền, cảm thấy sung sướng vì cảm giác tiền, từ cảm giác sung sướng từ tiền, đó là tham. Cả hai xuất như cặp bài trùng, tìm cầu dục lạc chỗ này chỗ kia. Tatra phiền nàn đi là sự truy cầu cái ưa thích, như một người thích mua sắm lang thang trong chợ, không phải do nhu cầu mà do sở thích mua sắm. Dục ái kama tanha, lực ham muốn đối với thị dục,
đó là sự khao khát đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, ý tưởng yêu thích, hữu ái. Pavattana là khao khát được là, được có, được trở thành, như khát vọng ở tương lai hay mong trở thành một hình tượng nào mà bản thân xem là được. Phi hữu ái, phi Pavattana là sự khao khát để không có cái này, không là cái kia. Trạng thái này là sự đối đãi tự nhiên đối với hữu ái. Một người mong được giàu thì tha thiết vượt qua cái nghèo. Một người muốn có được khuôn mặt kiểu kia thì muốn không còn kiểu này. Không nên lẫn lộn ba thứ ái kể trên với ba thứ ái dục. Ba thứ ái dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Sắc ái và vô sắc ái luôn luôn đi với ái chấp, với thiền chứng và sự mong muốn tái sanh vào các cõi thiền. Trong lúc hữu ái và vô hữu ái, không nhất thiết như vậy. Tất cả những gì được đề cập trong khổ đế bao gồm cả bản chất tự nhiên và phản ứng hay thái độ tạo nên sự khổ. Như bản chất của năm uẩn là có những hệ lụy mà chấp thủ năm uẩn khiến khổ đau tăng gấp nhiều lần. Rất khó tin khi nói rằng một trong những điều khiến chúng ta đau khổ nhiều là vì nhận thức sai lầm. Người tu Phật không hiểu sự đau khổ tâm trạng bi quan mà lấy đau khổ để thắp sáng tuệ giác. Trên phương diện pháp học, giáo nghĩa về khổ đế giúp khai thông cái nhìn toàn diện về thế giới và cứu cánh giác ngộ giải thoát. Trên phương diện pháp hành, quán niệm khổ đế giúp hành giả thấy được bản chất tự nhiên của sự bất toàn đối với thân tâm và cuộc sống. Kệ tịnh pháp sư, hòa Đức Phật viên thành chánh giác, gặm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hồi Phật tâm thành cầu xin, bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạng túc khai hoa, mong ngài truyền pháp đăng tọa, chúng sanh ít bụi may mà đủ duyên, như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa phương cao đóa lạ mặt hồ tầng đấy bùng nhơ, chúng sanh ở khác nhau vẫn ngưỡng cầu tế độ thuyền bê, chúc duyên phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên vẫn phi trần phụ phục, lời thiết tha bi đức sáng ngời, pháp vương im lặng nhận lời, về vườn độc giả vì đời chuyển luân, thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sinh, thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung, rồi từ đó Phật dùng trấn pháp. Đêm thâu tịnh giấc mộng trường, dài dầu nắng gió thức sương, hoằng khai dấu hóa mở đường độ sinh, bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phẩm thiên mại được tán dương, kính thành dương cúng hoa hương, thịnh ngày thuyết pháp nơi đường từ bi, hàng thiện tính mại mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều, nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh phước trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng, thịnh pháp sư đăng đàn thuyết pháp, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ vào cung thỉnh hòa thượng giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cảm ơn cô Lê Tập Nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ hòa thượng từ sức đại lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Trước khi đi vào đề tài thì có điều để xin thỉnh hòa thượng từ sư cùng chư tôn đức là hôm nay đang ở tại Dallas để dự đại lễ Phật đản ở tại ngôi chùa Tịnh Độ. Ở đây chương trình sinh hoạt tu học
mà sáng nay đó thì 9 giờ phải có mặt ở trong cái buổi lễ, nên có thể tham dự được phần đầu khoảng 1 tiếng đồng hồ hay tiếng 15 phút. Rồi sau đó nếu được thì kính cung thỉnh quý ngài hoan hỷ giúp chùm cho phần sau. Là vì thực ra ngày hôm nay thì cũng hơi kẹt với thời giờ. Thực ra trong mùa lễ này thì ở tại Mỹ từ đây cho đến đầu tháng 6 có nhiều cái buổi lễ, nhưng mà cố gắng thu xếp để làm sao mà không có bị gián đoạn sinh hoạt. Tuy nhiên có những ngày như ngày hôm nay thì chương trình lễ bắt đầu hơi sớm, xin quý ngài hoan hỷ cho. Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay đi vào tập đế hay là nguyên nhân của đau khổ. Thưa quý vị, khi nãy có lẽ nếu bị nào nghe phần dẫn nhập thì Hòa Thượng Thầy Sư có đề cập đến một điểm đó là chúng ta khi mà đề cập đến nguyên nhân của đau khổ thì thường là chúng ta chỉ nhìn vào những lý do nó có tính cách là trực tiếp hay nhất thời. Thí dụ như là hỏi tại sao mình khổ, khổ vì người thân không thương mình, khổ vì làm lụng cực độc, khổ vì thiếu tiền, khổ vì bệnh, khổ vì cuộc sống chật vật. Những điều đó nó đã trở thành một cái lời giải thích muôn thuở của chúng sinh. Thật ra thì thưa quý vị, nói đến đau khổ và nguyên nhân của đau khổ thì thường thường chúng ta chỉ nêu một cách hời hợt ở bên ngoài, mà nói từ ngôn ngữ ngày nay ta nói từ hiện tượng nhiều hơn là bản chất. Những điều đó thì không có sai. Ví dụ như mình khổ vì đi làm cực quá, đi làm trời nắng trời mưa, đi làm nhiều giờ, đi làm với cái lao động tay chân rất là vất vả thì đó có đúng nguyên nhân khổ. Nhưng mà cái lý do khổ đó nó không có phải là lý do căn cội. Lý do căn cội chúng ta phải đi lý do xa hơn. Tại sao mà mình phải làm việc cực nhọc? Làm việc cực nhọc là nguyên nhân, là lý do mà mình cảm thấy khổ. Nhưng mà làm việc cực nhọc là tại vì mình thiếu tiền, mình cần tiền. Và sĩ dĩ thiếu tiền cần tiền vì tại mình nghèo. Và nghèo mình thấy là lý do là mình thiếu phước. Hoặc giả là thế này lý giác khác, chúng ta có thể đưa ra nhiều nguyên nhân. Ở trong bài kinh này thì chúng ta có đề cập đến một cái ví dụ. Và khi này Hòa Thượng Sư có đề cập đến là chúng ta thấy một người bị chết vì khó thở khi mà bị nhiễm virus. Thì cái khó thở đó là một do mà khiến người đó chết. Nhưng mà căn cội, cái nguyên nhân sâu xa đó, vì người đó bị lây nhiễm COVID. Thì COVID mới là cái gọi là cái căn cội, cái nguyên nhân để tạo. Còn cái mà bị sốt hay là khó thở, hoặc giả là người mình mất cái khứu giác vị giác của mình, cái đó chỉ là triệu chứng. Và những triệu chứng đó nó không đủ để chúng ta gọi là nguyên nhân. Nguyên nhân tức là cái nhân ban đầu, cái nhân gốc, cái nhân cội rễ, nguyên nhân. Chúng ta nên phân biệt lý do nó khác với nguyên nhân. Lý do nó có thể không phải là căn cội, nhưng mà nguyên nhân thì nó phải là một căn cội. Và cái nhân đầu tiên gọi là nguyên nhân đó, thì chúng ta phải hiểu đích xác nó là gì. Thì thưa quý vị, mặc dù Phật Pháp đã được giảng giải rộng rãi trên thế gian này, nhưng mà cho đến ngày nay, kể cả ở trong cộng đồng Phật giáo, kể cả những người Phật tử, đôi khi
chúng ta cũng không có cái nhận thức rằng cái nguyên nhân sự đau khổ nó đến từ một thứ. Dạ, thứ đó là tanh ha, đạo Phật gọi là tanh ha, hay là khát ái, hay là sự khao khát. Sự khao khát ở đây đó, nó được, có thể được nó một cái ví dụ mà chúng ta thường nghe đó là khi nào mà mình ăn cái gì mặn quá, hay trong trường hợp mà nó cũng là triệu chứng của bị tiểu đường đó. Có bị là bệnh tiểu đường quý vị biết không? Có bệnh là đôi khi đường nó lên cao á, mình cứ mua uống nước, như uống hoài nó đã khác, dạ. Uống hoài nó không có cái gì để giải quyết được cơn khát, mặc dù cứ muốn uống. Và cái đó là cái sự, nếu chúng ta có chỉ gọi là khát ái. Khát ái có nghĩa là một cái sự khao khát mà ngay lúc uống thì thấy nó có đã khát một phần, nhưng mà rồi tiếp tục uống nữa, dạ, chứ nó không có đã khát. Và ngay cả nó được thỏa mãn ngay lúc đó thì cái sự khao khát đó nó vẫn muốn lặp đi lặp lại, chứ nó không có nó có chúng ta dùng một cái ví dụ khác về chữ tanh ha, như một người đánh cờ hay là một người chơi bài, nhất là bây giờ lấy cờ bạc á, bài bạc á, đến bài bạc thì người ta nói rằng có một cái con quỷ hay là có con ma bạc, nó khiến cho đánh thì cứ muốn đánh, thua cũng muốn đánh, mà cứ đánh, muốn đánh hoài. Và cái sự muốn đánh hoài đó không phải nó được thỏa mãn là tại vì được đánh bài thỏa mãn, hay là thắng mới thỏa mãn, thua thỏa mãn, không phải vậy. Mà nó muốn đánh thì muốn đánh hoài hết. Dạ, nó không cần sa ba túy cũng vậy. Và cái khao khát đó, cái khát hại nó gọi là tanh ha. Chúng ta đọc lại trong nhiều bài kinh, ở trong đó, ở đây chúng tôi lấy ba cái bài kinh thí biểu. Một là ở trong kinh Chuyển Pháp Luân, như là dịch ở tại đây. Và hai đó là trong kinh Đại Niệm Xứ, ở trong Trường Bộ. Và bài kinh thứ ba là kinh gọi là Đế phân tích, và phân tích về đế, cái bài kinh 141 ở trong Trung Bộ Kinh. Cả ba bài kinh này đều giống nhau. Bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ và kinh Chuyển Pháp Luân là do Đức Phật giảng, và bài kinh phân tích về đế là do Ngài Xá Lợi Phất Ngài giảng rộng hơn. Nhưng mà riêng về phần nguyên nhân của đau khổ đó thì không có gì khác biệt cả ba bài kinh này hết, kể cả bài kinh phân tích về về nguyên nhân của đau khổ, phân tích về sự thật và phân tích về đế đó, phân tích đế. Thì thưa quý vị, ở trong câu này nó có cái chữ mà chúng tôi ban đầu chúng tôi lấy ở bên ở kinh phân tích về đế của Ngài Xá Lợi Phất giảng, nhưng mà sau chúng tôi đổi vào kinh Chuyển Pháp Luân mà nó còn là cái chữ là này chư hiền, cái câu đó phải dịch là này chư tỳ kheo, và câu cuối này chư tỳ kheo quý vị quan sát sửa dùm. Đây là thánh đế về khổ tập, này chư tỳ kheo chính là khát ái dẫn đến tái sanh. Khát ái dẫn đến tái sanh, chữ này chúng ta nói là khao khát dẫn đến trầm luân sanh tử. Đây là một cái câu tuy rằng bắt đầu nhưng mà lại tóm tắt. Nếu vị nào mà nghe đã đọc kỹ cái phần cổ đế đó, có một cái câu gọi là nó tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Dạ, năm thủ uẩn là khổ. Thì chính cái sự khao khát hay chính tanh ha, chính khát ái đó là dẫn đến sự tái sanh, dẫn đến cái sự tái thành lập, tái kết cấu năm uẩn, hoặc là bốn uẩn, hoặc nhất uẩn, nhưng mà tái thành lập một cái thân sinh tử mới. Cái thân sinh tử mới đó luôn luôn là do ái dục. Mà chúng ta học về 10 kiết sử, trong đó có dục ái, ái sắc và vô sắc ái. Sắc ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, thì ba cái đó dẫn đến luân hồi trong ba cõi. Nhưng mà chúng ta nói một tổng quan đó là
tất cả những hiện tượng sinh tử đó, nó đều là do cái ái dục hết. Và do có cái vô sắc ái chúng ta sinh vào cõi vô sắc, do có sắc ái chúng ta sinh vào cõi đời sắc giới, và do có dục ái thì chúng ta sinh vào cõi dục giới. Nhưng mà trong dục giới thì nó có hai. Một đó là cái cõi dục nó sinh ra, nó tương ứng với cái khao khát về dục mà nó được hỗ trợ bởi thiện pháp, tức là sanh vào các cõi vui như cõi người hay cõi trời. Có một cái cõi dục giới khác là cũng khao khát về dục nhưng mà lại là tạo nên những sở hành bất thiện, thì nó tạo ra cái quả bất thiện và nó không đủ phước để ăn lạc, thành ra chúng sanh sanh vào cái khỏi khổ như là địa ngục, đạo quỷ, Atula, bàn sanh và cõi người, mà có khi sanh vào loại người thiếu phước chẳng hạn. Thì cái cõi vui khổ trong dục giới đó, nó đều, mặc dù nó là cõi khổ nhưng mà đều nó cũng bắt nguồn từ cái gì? Từ cái dục ái. Dạ, bắt nguồn từ cái dục ái, tức là cái sự khao khát, mà đôi khi sự khao khát có phước nâng đỡ là bị ác, hay là không đủ phước để nâng đỡ thì sanh vào cõi dục. Thì nó tóm lại câu đầu á, là khi Đức Phật nói chính là các ái tạo nên sự tái sanh. Dạ, tạo nên sự tái sanh. Câu đầu tiên chúng ta hiểu rằng ái là đưa đến tái sanh. Đó là một ở trong hai cái mắt xích mà gọi là rất là quan trọng trong giáo lý Dương Khởi, thực sự vô minh và ái. Và thưa quý vị, có một cái cụm thành này ngữ khác gọi là câu hữu với hỷ và tham, nan đi và ra gác. Nan đi dịch là hỷ, nan đi là sự sung sướng, sự sung sướng, sự thích thú. Và ra gác là ham muốn, và ra gác là ham muốn. Chỉ nan đi ở đây dịch là hỷ, có nghĩa là cái sự sung sướng trực tiếp khi mà hưởng cảnh, trong khi đó ra gác là sự ham muốn. Chúng tôi có lấy cái ví dụ là một người mà lượm được một tờ giấy 50 bí kim, người đó cảm thấy là sung sướng tại vì có được 50 bí kim, đó là một chuyện. Nhưng mà trong đó thì người đó lại cũng có cái ham muốn là muốn có thêm tiền, muốn có thêm tiền. Mình có thể có 100.000, 200 càng nhiều tiền càng tốt. Thì cái đó chúng ta gọi là đi với hỷ và tham, tức là sự sung sướng và ham muốn. Dạ, chúng ta dịch nôm na là như vậy. Rồi tầm cầu dục lạc chỗ này chỗ kia, tầm cầu dục lạc chỗ này kia, nó là một cái sự sục sạo tìm kiếm. Và sự sục sạo tìm kiếm này nó trở thành một cái thói quen, nó trở thành một cái bản năng. Giống như một người buổi sáng có lẽ là họ ngồi ở trong một cái căn phòng yên tĩnh thì họ họ không có phiền lụy nhiều, họ không có gì hết, nhưng mà họ lại muốn muốn đi ra ngoài, đi tìm cái gì đó để mà ăn, đi tìm cái gì đó phải mua sắm. Và ở bên mình đó thì có nhiều khi người ta đi mua là vì họ có nhu cầu, ở bên Mỹ có nhiều khi người ta mua thì vì thói quen thôi. Dạ, thói quen là mua sắm, tại là cứ đi nhẫn nhơ trong các cái khu shopping, mỗi những cái thương mại đi chỗ này chỗ kia lục lạo. Thì cái chuyện mà tầm cầu chỗ này chỗ kia đó, nó trở thành một cái thói quen trong cuộc sống của chúng ta, là không có một cái nhu cầu gì thật sự cần thiết nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng đi tìm. Dạ, đi tìm cái để mà được thỏa mãn. Chúng tôi có thường nhắc quý vị là khi chúng tôi đến một đoạn động phong của Ngài Chánh Cha đó, thì ở ngoài đường đi bước vào có một cái câu vật tiếng Anh mà họ đeo, cái họ cắm ở trên dọc đường đó, gọi là personal desire, not a problem. Tức là cái sự ham muốn cá nhân đó, nó không phải là vấn đề để giải quyết. Ý muốn nói như vậy là
khi mà chúng ta khởi lên cái tâm muốn, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ đó, thì ở trong thiền viện người ta không xem đó là vấn đề cần giải quyết. Đừng đặt nó trở thành vấn đề, mà đơn giản chỉ là ý muốn mà thôi. Mà con người chúng ta đó thì lại thường là có những ý muốn như vậy. Thành ra cái ý muốn tầm cầu dục lạc đó đây đó, nó là một cái sự thể hiện mặt nổi ở bên ngoài của ái dục. Dạ, đôi khi mình không có không ý thức được. Giả sử như ngay cả một thi sĩ không có nhìn ra bên ngoài có vẻ không có đam mê vật chất, nhưng mà quả thực là vì đó muốn được sáng tác, muốn tạo thành những vần thơ hay, muốn tạo cái cảm giác gì đó, thì cái đó nó cũng là một cách thỏa mãn. Thì có người chúng ta có nhiều cái thỏa mãn lắm. Giống như nhà tâm lý học Freud á, ông nói là cái từ còn tấm bé còn nhỏ đó, một đứa trẻ đó đã có cái thói quen ghiền bú ngón tay, rồi lớn lên nó lại có những cái ham muốn về nhục cảm. Và cái sự ham muốn của chúng sinh, ham muốn con người nó trong nhiều hình thái khác nhau lắm, nhưng mà nó có một điều mà chúng ta nên biết là chính cái sự khao khát nó luôn luôn khiến chúng ta phải vận động, đi tìm, đi phan viên cảnh này và cảnh khác. Và khi mà chúng ta cố gắng để dừng lại, để tập trung vào một điểm, thì chúng ta sẽ nhận ra ngay cái sự khủng hoảng giữa cái tâm phan viên hay là tâm đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia và cái tâm định. Bởi vì cái định và tham là hai pháp đối nhau. Tham là một thứ trình cái ngăn cản định, và định á, tức là một cách á, để trì tham. Bởi vì tham á, thì nó chạy chỗ này chỗ kia, và định á, thì tập trung một chỗ. Nhưng mà để chuyển đổi thói quen á, thì đòi hỏi chúng ta phải có cái khả năng nào đó tu tập, chứ nếu không á, thì nó luôn luôn là sẽ giằng co. Ngay cả quý vị thấy rằng một người bỏ hết tất cả để vào trong thiền viện, vô trong thiền viện rồi đến trước mặt vị thiền sư, ngồi giữa hội chúng để mà cùng nhau ngồi thiền, thế mà cái tâm nó cũng còn sục sạo, nó còn đi chỗ này chỗ khác để tìm kiếm. Cái tâm tham của chúng ta nó lạ lắm thưa quý vị. Người Tây Tạng đó, khi mà họ vẽ cái bánh xe ngồi về học viện duyên đó, thì ở vòng trong có tham sân si đó, thì cái tham họ ví dụ như con gà, họ vẽ hình ảnh con gà. Quý vị nào ở miền quê mà thấy người ta nuôi gà đó, thì con gà nó thường có thói quen là nó đi tìm, nó mổ dưới đất, nó tìm thóc, tìm lúa, tìm những thức ăn tham của chúng ta nó cũng truy cầu, nó cũng sục sạo, cũng tìm kiếm như vậy. Luôn luôn đi tìm một cái gì đó để thỏa mãn. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc là cảm giác này, cảm giác khác. Và cái sự đi tìm kiếm đó nó cũng thể hiện cho chúng ta thấy một điểm là chúng ta không thỏa mãn trong hiện tại, chúng ta không bằng lòng với hiện tại. Và nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì chúng ta đã không đi tìm cái khác nữa. Nhưng mà chúng ta đi tìm cái khác nữa thì không có nghĩa là có một đó rồi chúng ta sẽ dừng lại, không. Đi tìm cái khác, có nữa rồi tiếp tục và tiếp tục. Dạ, giống như con gà mà quý vị thấy nó đi, nó bươi chỗ này, nó bươi chỗ kia, nó bươi bằng chân, bươi bằng mỏ, nó ăn rồi tiếp tục, rồi tiếp tục và tiếp tục. Cái đó là cái mà chúng ta thấy thường nó thể hiện cái điều mà chúng ta gọi là đi tầm cầu dục lạc. Đó đi. Và Đức Phật Ngài chỉ rõ đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó, nó đều là sự ham muốn, đều là ái, đều là khao khát. Nhưng mà ba sự khao khát này nó mang ba cái tính cách khác nhau. Dục ái đó, tức là cái sự khao khát đối với những gì mà thỏa mãn thị hiếu của chúng ta, như sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sục lạc và những cái cảnh pháp mà cả ái, cả ấy. Ví dụ như chúng ta thích vào trong YouTube
đi đi tìm một cái bản nhạc, dạ, đi tìm một bản nhạc hay, hay là thích đi mua cái gì ăn để cho ngon, thích ra ngoài để thưởng ngoạn một cái cảnh trí nào đó đẹp chẳng hạn, thì chúng ta đi tìm cầu những cái gọi là khả ác khả ý, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc và cảnh pháp khả ái đó, thì khả ý đó, thì cái đó gọi là khao khát cái những cái gì gọi thỏa mãn thị hiếu hay là dục ái. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến hữu ái thì nó có nghĩa là sự khao khát để có ở đây có hai, có và có cái gọi là cái sự hướng dẫn, tức là cả hai thế giới chủ quan khách quan nó một cái khác. Tôi có tiền bạc, có nhà cửa, có thức ăn ngon, có quần áo đẹp, cái đó là có. Tôi là ông này, là bà kia, học vị này, học vị kia, địa vị này, địa vị kia, chức vụ này, chức vụ kia. Tôi là người đẹp, tôi là người có duyên, tôi là người thế này, thế khác. Thì cái tôi là, tôi có đó, nó đều nằm ở trong cái gọi là Pavatana. Pavatana tức là, chúng ta nói là hữu ái. Dạ, hữu ái tức là cái tầm cầu là tôi có, tôi là, tôi trở thành. Dạ. Những con người sống trong cuộc đời này mà nó hiện rõ thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ luôn luôn đưa ra một cái hình ảnh, và một cái hình ảnh của một người đẹp, của một người có tài, của một người giàu có, của một người sang cả, của một người có quyền hành. Những hình ảnh đó nó trở nên cái sự khao khát trong lòng họ, dạ, khao khát lắm. Có những con người họ mà họ có sẵn sàng làm những tội ác lớn, tại vì họ muốn có một cái chân dung của một bậc vĩ nhân trong dòng lịch sử của dân tộc họ, là họ muốn họ trở thành một người nào đó. Và cái đó gọi là, chúng ta gọi là hữu ái. Và cái phi hữu ái ở đây đó, nó là cái gì tối đãi ngược lại với cái hữu ái. Cái gì mà mình thích đó, thì mình mong là nó có, mình được cái đó. Nhưng mà do cái mình thích cái này thì nó lại không, mình lại không ưa cái kia. Và chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong bài học có đề cập đến là có những người mà họ muốn họ có được một cái khuôn mặt như vậy, họ mong đi thẩm mỹ viện để họ giải phẫu làm sao có được khuôn mặt như vậy. Thì cùng lúc mà họ muốn có được cái khuôn mặt như vậy đó thì họ cũng cảm thấy là không hài lòng, cảm thấy bất mãn với cái khuôn mặt hiện tại của họ. Và sự bất mãn muốn cho khuôn mặt hiện tại đó nó không còn nữa, để nó thay bằng cái gì khác hơn. Cái đó chúng ta thấy sự trộn lẫn giữa cái hữu ái và phi hữu ái. Cái hữu ái và phi hữu ái, chúng ta đừng tưởng rằng ai mà có hữu ái không thì không có phi hữu ái, hay ai theo khuynh hướng của phi hữu ái thì không có hữu ái. Thật ra hai cái này nó mang cách đối đãi, có cái này thì có cái kia. Do tôi thích cái kia nên tôi không ưa cái này. Bởi vì ở đoạn cuối chúng tôi có nói rằng ba cái ái dục là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, nó rất khác với cái dục ái, sắc ái, bộ sắc ái, nó khác nhau. Mà có nhiều người đó, có nhiều vị đó, thì cố gắng bản rằng hữu ái và phi hữu ái nó thuộc về tà kiến, và hữu ái thuộc về thường kiến, và phi hữu ái thuộc về đoạn kiến. Thì cái này thì giảng thì cũng được như vậy. Nhưng mà khi mà mình nói rằng một cái người mà có thường kiến thì không có đoạn kiến, người có đoạn kiến không có thường kiến, thì cái thường kiến và đoạn kiến thường nó đối lập với nhau. Có cái này thì không có cái kia. Nhưng mà cái đó nó không áp dụng cho hữu ái phi hữu ái được đâu. Dạ, hữu ái phi hữu ái tức là nó luôn luôn có, dạ, luôn luôn có mặt. Nó chỉ là sự pha trộn thôi. Dạ, do mình muốn có cái kia nên mình không muốn
cái này, và mình là một người giàu, tức là mình không muốn mình nghèo, mình là người nghèo, mình muốn là người địa vị cao, một cái giai cấp thượng lưu, thì mình không có muốn cái địa vị là giai cấp trung lưu, hay là mình muốn cái hữu ái, phi hữu ái đó, nói chung là nó đối đãi, nó có cái này có cái gì, nó là một hiệu ứng tương phản, nó rất khác với thường kiến và đoạn kiến. Và thường kiến và đoạn kiến thì thường là ta có thường kiến không có đoạn kiến, hay có đoạn kiến họ không có thường kiến, nhưng mà một người có hữu ái vẫn có phi hữu ái. Và chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng cái hữu ái là thuộc về sắc ái, và phi hữu ái là vô sắc ái. Cái sắc và vô sắc nó cũng khác với cái hữu ái phi hữu ái. Và chúng ta muốn trở thành một phật thiên cõi trời vô sắc thì nó vẫn hữu ái. Cái quý vị nên để ý, bởi vì trong chân được Phật học đôi khi chúng ta không có biết, không nghe giải thì rất là dễ lẫn lộn, nhưng mà rất là khác biệt. Nói tóm lại là ba cái ái dục, ba cái ái mà Đức Phật dạy rằng dục ái, tức là cái sự ham muốn đối với những gì khả lạc khả hỷ, thuộc về cái chúng ta gọi là cái cảnh, cảnh vừa lòng vừa ý của thị hiếu. Trong lúc đó thì cái hữu ái nó bao gồm cả cảnh và tính bản thân. Và nó cách khác, tức là mình muốn mình có được, mình muốn mình là, mình muốn mình có, mình muốn mình trở thành cái gì đó, cái là hữu ái. Và cái đối lập lại với cái hữu ái là phi hữu ái, là không muốn có cái đó, không muốn là cái đó, không muốn trở thành cái đó, thì cái đó là phi hữu ái. Khi mà chúng ta nhận ra được ba cái ái dục này, mặc dù nó là ba, nhưng mà cái này nó lại tạo ra cái gì? Thí dụ như tại sao chúng ta muốn mình trở thành một người giàu? Đơn giản là tại vì khi mình giàu, mình có được những cái mà mình muốn. Và thí dụ như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm miệng, ngon súc lạc. Và do mình muốn mình trở thành người giàu, thành ra mình không ưa những cái mà gọi là nghèo. Bản thân nghèo mình không muốn, quần áo lem lút mình không muốn, người vợ, người chồng mà có vẻ là thiếu cao sang mình không muốn. Mình muốn cái gì đó, muốn cái kia thì tự nhiên mình không muốn cái này. Và bởi vì quý vị thấy cái tâm trạng chúng sanh ở trong cuộc đời này đó, những người mà họ sùng bái một cái đạo giáo nào đó đó, thì họ lại ghét những đạo giáo khác. Chúng tôi có gặp một số những Phật tử mà khi mà họ thích Phật giáo Tây Tạng rồi đó, thì họ rất là ghét và những cái tông phái khác không phải là Tây Tạng. Mặc dù chúng tôi nói cái này thì các vị cũng phải nhìn nhận đó, là bản thân của Đức Dalai Lama theo Tây Tạng, nhưng mà Ngài vẫn kêu gọi mọi người là hãy sống có cái sự bao dung với những tôn giáo khác, như là Kitô giáo, đừng nói chỉ là Phật giáo. Nhưng mà tôi thấy những người mà họ đã theo Tây Tạng rồi, gay gắt chống lại với Phật giáo mà không phải là Tây Tạng, thì cái đó cũng là một cái điều rất là tự nhiên. Tại vì sao? Chúng ta quá thích một thứ này thì là ra chống đối và muốn không muốn có cái kia, thì đây là cái hiện tượng mà chúng ta gọi là hữu ái và phi hữu ái. Thì thưa quý vị, tại sao cái ái đó nó là nguyên nhân của đau khổ? Ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng chính là ái dục nó tạo nên ba cái hiệu ứng về cuộc sống. Cái hiệu ứng đầu tiên của cuộc sống đó là ái dục, nó khiến cho chúng ta truy cầu đi tìm. Do mình truy cầu đi tìm, mình không bằng lòng với hiện tại. Cái bản chất của ái là như vậy. Và điều thứ hai là chính ái dục đó, nó mới là cái nguyên nhân tạo nên cái gọi là khổ quẩn. Khổ quẩn ở đây tức là năm thú quẩn. Tại sao vậy? Quý vị thấy trong cuộc đời này, một người qua bên Mỹ, họ cố gắng đi làm vất vả để họ tạo ra một cái cuộc sống. Cái gọi là cuộc sống đó, nó đại khái là nhà, cửa, xe, cổ, tiền, bạc, thứ này, thứ khác.
Nhưng mà tại sao họ tạo ra cái đó? Là tại vì nó có cái động lực khao khát. Mà họ nghĩ rằng khi mình có nhà như vậy, có xe như vậy, cuộc sống như mình sẽ thỏa mãn, mình sẽ không khổ. Thì ở đây chúng ta nên hiểu một cách sâu xa là ái dục không những chỉ khiến cho chúng ta đi sục sạo truy tìm cái này cái kia, mà chính ái dục là tạo ra thiên hình vạn trạng trong cuộc sống. Mà người Tây Tạng họ đôi khi dùng một cái đánh minh họa đó, giống như một cái người thợ gốm mà nặng ra cái này, nặng ra cái kia. Tại sao nặng ra cái này cái kia? Là bởi vì do cái lực của ái thúc đẩy sau lưng. Và cái ái nó còn có một cái khía cạnh khác mà khiến chúng ta khổ, là mãi mãi không bằng lòng. Mãi mãi không bằng lòng, cái này là cái gì rất khó hiểu của đời sống. Ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng chính ái dục á, nó cuộc sống có ý nghĩa, sống với chúng có cái ý gì. Nhưng mà kỳ thật cái mà gọi là tanh ha trong đạo Phật đó, nó giống như điều mà sư trưởng ngày xưa còn xin tiền sư trưởng hay thí dụ á, nó là cái trạng thái thích gãi, gãi thì đã ngứa. Và đôi khi người ta thích cái đã ngứa đó lắm, nhưng mà thứ nhất là gãi hoài nó không hết đã ngứa, mà mình phải dùng thuốc mình trị cho hết đã ngứa thôi, chứ mình gãi hoài mình đã ngứa, và mình gãi hoài có thể chảy máu nhưng mà mình vẫn muốn. Thì cái ái đó nó luôn luôn là một cái lực mà khiến chúng ta mong được có cái này, mong được có cái kia, và luôn luôn dõi mắt về phía trước, hướng về một phương trời xa xăm mà không bao giờ bằng lòng với hiện tại. Thật ra khi một người họ tu thiền á, thì nhất thời họ có thể giảm thiểu cái sự truy cầu đó, nhất thời đó cái tâm thiền với tầm tứ hỷ lạc định vân vân, thì nó làm cho chúng ta có thể ở yên trụ, nó ít có bị chi phối. Dĩ nhiên là nó có cái nhất thời nữa là thiền chỉ, nhưng mà khi tâm của chúng ta không tu á, thì chúng ta nên biết rằng cái mãnh lực của tanh ha, mãnh lực của ái đó, nó khiến chúng ta cứ khao khát hoài, như một người mà ăn mắm ăn mặn quá là cứ khát nước, rồi uống khát nước rồi uống. Do vậy cái bản chất của ái là cái gì nó làm cho chúng ta khổ, và bản chất nó luôn luôn khổ, và chúng ta phải thấy rằng đó là cái nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân tạo ra. Càng càng dễ thấy nếu chúng ta bỏ ít thì giờ đứng ngồi thiền. Chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy rằng cái tâm nó cứ chạy chỗ này chạy chỗ kia, nó không ở yên một chỗ. Một là do thói quen, và thứ hai là nó truy cầu. Đi truy cầu. Và khi một người hành giả có tu, có quan sát, có hiểu biết đó, thì nhận ra ô, cái tâm phan điên đó, cái tâm truy cầu đó chính là ái dục, chính là nhân sinh khổ. Và trong cái ngày mà Đức Thế Tôn thành đạo, khi mình đến, khi mà sau một đêm với ba canh trải qua túc mạng, minh sinh tử minh lộ tử minh, thì Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Ngài đã tìm thấy cái thợ xây nhà từ bụi, và ngôi nhà khổ đau đó được xây dựng không ai khác hơn chính là ái dục. Mà do cái sự chiến thắng của Ngài, Ngài tuyên bố là rươi mè kèo cục, những cái vật tư vật liệu mà người ta đem xây dựng ngôi nhà đó đã bị Ngài phá tan phá sạch, thì ái dục không còn. Nhưng mà đó là một sự khám phá rất là to lớn trong cuộc sống. Tại sao có trăm muôn ngàn thứ Ngài không nói, mà Ngài chỉ đặc biệt nói đến ái dục? Ái hay là khác ái chính là nguyên nhân đau khổ. Đó là điều mà tất cả chúng ta rất cần, và rất cần để suy nghiệm. Thì Bạch Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử xin được hỏi là không biết là Hòa Thượng Tuệ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu có còn ở trước máy, thì xin thỉnh Hòa Thượng hoan hỷ giảng cho lời và vài lời. Dạ, kính cung kính Hòa Thượng. Dạ, kính cung kính Hòa Thượng.
Anh đừng có thay nhỉ. Khi nãy chúng tôi không có nghe rõ Hòa Thượng Giác Đẳng bận việc một chút, hay là Hòa Thượng đi dự lễ luôn để biết chúng tôi sắp xếp cái buổi nói chuyện chia sẻ từ bây giờ, nhưng mà luôn đến hết giờ, hay là Quân Dư Pháp đã cho biết là Hòa Thượng Giác Đẳng bận nguy giờ sao? Vậy thôi, vậy thỉnh Hòa Thượng làm công việc ở ngoài. Anh đừng bông thay nhé. Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị tử, để tiếp nói chương trình đề khuyết cho Hòa Thượng Giác Đẳng bây giờ sau, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điểm về vấn đề tập đế. Nguyên nhân của sự đau khổ là khởi samudaya của sự khổ. Khi chúng ta gặp một cái hoàn cảnh khổ, thì chúng ta đưa ra nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà những nguyên nhân mà chúng ta đưa ra đó là những cái nguyên nhân gần hay những cái nguyên nhân nhất thời, nó cũng ở cho một vài trường hợp, chứ không phải là một cái tập khởi, một cái chân lý. Thí dụ như một người khi mà họ ăn xoài chua, rồi sau đó họ uống nước lạnh, uống nước lã, thế là họ bị đau bụng. Khi chúng ta nói đến cái sự đau bụng của người đó, cái khổ đó là do cái nguyên nhân là ăn chua mà uống nước lạnh. Chúng tôi nói như vậy đó, tại cái nguyên nhân này nó không phải là cái nguyên nhân chính yếu để giải thích. Bởi vì tại sao? Bởi vì những người mà cái bụng dạ của họ mạnh đó, cái dạ dày của họ mạnh, cái hệ tiêu hóa của họ mạnh đó, thì họ vẫn ăn xoài sống và đi uống nước suối, xuống suối lấy nước uống. Nhưng họ đã quen rồi thì không sao cả. Như vậy thì cái nguyên nhân này chúng ta lấy là nguyên nhân sinh khổ, sinh khổ đau bụng, thì cái đó nó chỉ là nhất thời
và nó có tính cách là riêng lẻ thôi, chứ không phải là một chân lý, một cái định lý. Cũng như khi mình nói đến cái khổ, bây giờ đối với một chúng sinh sanh ra ở đời, mình bị nghèo, bị thiếu thốn vì vật chất, không có tiền của họ phải đi ăn xin, hoặc là họ phải đi vay nợ, vân vân, thì họ cái khổ đó, cái khổ do nghèo. Thì bây giờ, người ta nói rằng nghèo đó là do người này không có tài sản của cha mẹ để lại, và chính bản thân của họ cũng không có làm được cái nghề nghiệp gì để phát sinh ra tiền, thế là họ nghèo, vì nghèo cho nên khổ. Bây giờ chúng ta lấy cái nguyên nhân là nghèo sanh ra khổ, thử không, bây giờ người nhà giàu có khổ không? Người nhà giàu không có tiền, họ có tài sản, có vật chất, muốn ăn xài cái gì thì họ có tiền, họ mua sắm ăn xài. Nhưng mà không ai dám nói rằng người nhà giàu không có khổ. Họ có cái khổ khác. Cái khổ của họ là khi họ có quá nhiều tiền bạc thì họ lo sợ cướp, họ lo họ gìn giữ cái tài sản đó, họ cũng gọi là cái khổ. Rồi ngoài ra đó thì họ có cái khổ khác. Thí dụ họ có tiền, nhưng mà vì cái tâm của họ nó keo kiết, bủng xỉn, sống tiết kiệm quá đáng, cho nên có tiền bạc họ cất vào tủ sắt, cát sắt, và gửi nhà băng, họ không dám tiêu xài. Như vậy thì suốt cuộc đời của họ vẫn sống kham khổ, sống thiếu ăn thiếu uống. Thì như vậy có tiền khổ do nguyên nhân gì? Chúng ta lại nói nguyên nhân khác. Người đó có tiền, họ giàu, nhưng mà họ khổ vì do cái tánh keo kiết, hoặc là khổ vì phải bận lòng gìn giữ tài sản. Vâng vâng. Thì khi mà chúng ta nói đến tập khởi của sự khổ ở trên thế gian này, đó nguyên nhân mà phát sinh khổ thế gian này, chúng ta nói một cái lý do, một ngàn lý do cũng chưa hết nữa thôi. Thì bởi vì cái nguyên nhân phát sinh khổ cho người này, nhưng mà không phải là cái nguyên nhân khổ cho người kia. Nguyên nhân khổ của người kia không phải là nguyên nhân khổ của người nọ. Thế là chúng ta sẽ không có một cái chân lý, một cái định luật. Khi đó thì Đức Phật đã tiên thuyết cái giáo lý của Ngài Akali là vượt ngoài thời gian, tức là có cái giá trị ở đời, từ trong quá khứ cho đến hiện tại và cho đến tương lai. Khi nào Phật Pháp còn hiện hữu trong cuộc đời này thì khi đó giáo lý của Đức Phật là không có bị lỗi thời, bởi vì Ngài thuyết bằng chân lý. Nhưng nếu chúng ta trình bày cái lời dạy của Đức Phật á, mà theo một cái quan niệm cá nhân, một cái tư tưởng cá nhân, thì như vậy
là chúng ta biến cái lời dạy của Đức không thành một cái chân lý bất di bất dịch nữa. Cho nên ở chỗ này chúng ta cũng cần phải xác lại. Bây giờ đó, chúng ta trở lại vấn đề là ái là tập khởi của sự khổ hay là khổ tập? Đúng thức sinh mô đi giống sinh ra sự khổ. Ok đấy. Ái khổ bởi vì con người không bao giờ biết đủ và luôn có sự khao khát, luôn luôn có sự khao khát nên khổ, và vì cứ khao khát mãi không bao giờ biết đủ nên khổ. Đó là chúng ta chỉ nói hiện tại thôi, chúng ta chỉ nói hiện tại nhất thời thôi. Ở đây tại sao ái là nhân sinh khổ? Bởi vì thưa quý vị, cái sự khổ là già chết sầu bi khổ ưu não, già chết sầu bi khổ ưu não nó có mặt chính là do cái sự tái sinh. Vì rằng có hiện hữu, có sinh hữu này nên mới bị già chết sầu bi khổ ưu não. Đức Phật nói già chết là tập khởi. Già chết có tập khởi là gì? Tập khởi tức là sanh, chà tí. Chà tí bất chà gia chà ra mà năng su bà rì đê của Đức Phật Đô mà nói su bà gia sàng. Thì bây giờ cái sự sinh đó đâu mà có? Sự sinh đó lấy gì là tập khởi? Chúng ta nói sanh do hữu làm tập khởi, phá quát cầm mà phá quát sao gặp bát chà gia chà tí hữu duyên cho sanh. Hẳn có đi tức là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu và ý nghiệp hữu. Thì hẳn thì do đâu mà có? Cái gì là tập khởi của hữu? Thủ là tập khởi của hữu. Dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ, tham và tà kiến. Quý vị nhớ là tham, tham là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ, giới cấm thủ là tà kiến. Tham và tà kiến, hai cái chi pháp thủ này nó là tập khởi, là nguồn gốc, là nguyên nhân phát sinh ra hữu. Bởi vì con người, cái chúng sinh ở đời đó, chính do cái sự ham muốn sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái sự ham muốn hữu thụ dục lạc, cho nên họ đã hành động để có được cái ngũ dục đó, họ hưởng thụ. Họ tạo ra cái khẩu nghiệp, cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì như vậy, khi một con người mà có kiến thủ, tức là có tà kiến, sai lầm, cái họ mới do cái quan điểm tà kiến đó mới xù khí cho họ hành động. Tại sao có kẻ giết người vì kẻ ấy họ không có tin vào cái lý nghiệp báo nhân quả, họ cho rằng cái hành động
giết đó sẽ không có tội, giống như là đi câu cá bắn chim vậy đó, để mà ăn thì họ cho rằng không có tội lỗi gì cả. Họ là người lương thiện, không có bị tù đày gì hết. Thế là họ cứ sát sanh. Thì như vậy do tà kiến mà họ sát sanh. Rồi giới cấm thủ, mà họ tạo ra cái nghiệp, thân nghiệp, phẫu nghiệp, ý nghiệp. Cái giới cấm thủ đó tức là cái sự sai lầm một cái hạnh tu. Thí dụ như bây giờ có một tôn giáo họ cho rằng là hãy càng phạt, càng giết cái người ngoại đạo nhiều chừng nào đó, giết sạch những cái người dị giáo, thì như vậy là thánh tâu cả của họ, thánh Allah của họ sẽ giết họ khỏi cái khổ tùm lum, giết họ khỏi địa ngục. Cho nên ở dưới này là họ tự nguyện là họ đi khủng bố, đi giết hại những người nào thuộc về dị giáo, tức là không phải tôn giáo của họ. Vậy chính do cái giới cấm thủ, họ có cái cuồng tính như vậy, cho nên họ mới tạo những cái ác nghiệp. Hoặc là có người, thí dụ Bà La Môn giáo, họ tin vào các cái vị thần, rồi họ cúng tế thần, như cúng tế thần lửa chẳng hạn. Mà mỗi lần cúng tế như vậy đó, thì chính do cái giới cấm thủ đó mà họ phải giết hại những sinh vật, hoặc là những đồng nhi nam nữ, đồng nhi nam, đồng nhi nữ, để họ lấy máu, họ tế thần lửa. Để cũng chính do cái giới cấm thủ mà họ đã tạo bao nhiêu là nghiệp. Cũng như một vị vua Sikandali, vị tin một bà hoàng hậu, cũng vị tin đắp vào cái giới cấm thủ mà phạm, bà hoàng hậu đó bị thất sủng. Cho nên bà buồn bực và chán ngày hôm nọ, bà bực tức cả. Vì đạo sĩ nó đi ngang vườn Thượng Uyển, đi ngang chỗ bà, bà dùng cái nước rửa mặt, súc miệng, bà tạt vào người vị đạo sĩ đó. Cũng như cái khinh thường. Nhưng mà rồi chẳng bao lâu cái sự ngẫu nhiên bà được vua sủng ái trở lại. Cái bà nghĩ rằng do sự lập nhục các người tu hành mà được công huệ, được công đức, cho nên vài ngày sau đó, một thời gian sau thì có vị quan đại thần kia bị vua đốt phế quan cấp và đuổi đi. Thì lúc đó vị quan đại thần đến gặp hoàng hậu với than thở, hoàng hậu chỉ cho cách. Thì hôm qua này ông cũng tìm đến vị đạo sĩ trong vườn Thượng Uyển đó để ông lập dục. Ông đem những đồ dơ bẩn vào người của vị đó, chửi mắng vị đó. Rồi thời gian sau, sự ngu đến phu hồi và phục thiết lại cho ông ta. Đấy là hai người chính do cái giới cấm thủ sai lầm đó mà họ đã hành động ác mà họ không hay, hành động tội lỗi mà họ không hay, đến đức vua
Đức vua nghe theo lời hai người này, muốn giữ vững được cái ngai vàng, cái sự nghiệp đế vương, nên đã tìm đến vị đạo sĩ và hành hạ vị đạo sĩ đó, mắng chửi vị đạo sĩ đó. Mà vua thì làm còn dữ hơn nữa thưa quý vị. Thế rồi các vị chư thiên ở quốc độ họ nghĩ lắm, họ tức giận, họ làm cho mưa tro, mưa than, mưa đá rớt xuống cái quốc độ này, chẳng mấy chốc xóa sổ cái quốc độ đó, đi vào diệt vong. Vua và quan đại thần cũng như hoàng hậu đều chết sanh xuống địa ngục, và cái vị đạo sĩ đáng thương đó không ai khác hơn là Đức Bổn Sư, tiền thân Đức Bổn Sư của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, giới cấm thủ rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta chấp chặt một cái điều nào, chúng ta mê tín cái điều nào, chính do cái sự mê tín đó, chúng ta không dùng trí tuệ để chúng ta suy xét, chúng ta mới cái giới cấm thủ này nó tạo ra cái nghiệp hữu, thân nghiệp hữu, khổ nghiệp hữu, ý cực hữu, ác. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải cẩn thận. Rồi thưa quý vị, cái vấn đề ngã chấp thủ của vị, khi một con người dương cao cái bản ngã, cắt cái tôi cái ta, họ dựng đứng cái bản ngã to lớn, ta là trùm của thiên hạ, mọi người phải nghe ta, vân vân. Thế bắt đầu họ, ai mà làm trái ý họ, nếu họ là một vị vua thì họ sẽ tru di cũ tộc người đó. Còn nếu như họ là một người thường thì có thể khi họ nghĩ đến cái tự ngã bị xúc phạm thì họ có thể phản kháng và có thể bị khổ ý, họ muốn phá lại cái người kia, tạo ra gì. Như vậy thì trực khởi của hữu là thủ. Mà bây giờ tập khởi của thủ là gì? Tức là ái, tàn hà. Ái nó thuộc về vu lá, là căn, là gốc rễ của hiện tại, gốc rễ hiện tại, căn hiện tại. Và ở trong 12 duy sinh đó, thì vô minh là gốc rễ nhân của quá khứ. Còn ái thủ là nhân hiện tại, là gốc rễ hiện tại là ái. Hai cái gốc là vô minh và ái. Và hơn nữa là chính ái đó, nó là cái lê sau quả tắc, là phiền não luân hồi. Và khi mà có phiền não luân hồi thì nó tạo ra cái tâm quá tá, là nghiệp luân hồi, tức là tạo ra hữu. Còn phiền não luân hồi quá khứ là vô minh, nó tạo ra hành, nghiệp hành và nghiệp hữu. Nghiệp hành do phiền não luân hồi vô minh, còn nghiệp hữu do phiền não luân hồi là ái tạo ra. Mà hễ có nghiệp hành hay nghiệp hữu thì nó tạo ra thức danh sức lục nhật thọ, hoặc là sanh lão tử sầu bi khổ u não. Quý vị cũng thông cảm là chúng tôi thì không có biết ngữ tính hay không biết nói về cái lý sự hiện tại ở trong cuộc sống như Hòa Thượng Giác Đẳng đâu.
Nhưng mà chúng tôi chỉ trình bày pháp qua kinh điển mà thôi. Cho nên vị nào nghe, hiểu hoặc là thích nghe thì ở lại nghe, còn không thì quý vị nghỉ sớm cũng được, không sao. Thì thưa quý vị, tại sao gọi ái là nhân sanh khổ, là tập đế? Là bởi vì chính ái là cái nguồn gốc, nó tạo ra nghiệp hữu, và nghiệp hữu đó tạo ra sự cuộc đời này. Không biết bao nhiêu cảnh mà cơ bản là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Cho nên ở đây đó, chúng ta nắm được cái nguyên lý rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mình nói đến ái là cực khởi của sự khổ, hay là samudaya, dukkha samudaya, thì chúng ta thấy quá rõ ràng cái định lý là như vậy. Bởi vì cái sự khổ ở đời chẳng qua là vì có sự hiện hữu ở đời này, cho nên mới có bao nhiêu cái sự khổ đó, nó chi phối. Nếu như không có sự xuất hiện ở cuộc đời này thì sẽ không có cái sự khổ đó nó bao vây. Thì như vậy cái gì làm cho cái thân ngũ uẩn này xuất hiện ở đời này? Chính do ái. Ái trong mỗi trường hợp. Thì sẵn chúng tôi chia sẻ luôn cho quý vị theo kinh điển đó. Thì chúng sanh bị vào trong ba cái loại ái. Tức là kama tanh ha, dục ái, phava tanh ha, hữu ái, quý phava tanh ha là phi hữu ái. Mà khi nãy nha, quý vị có nghe và thượng nhân đẳng giải thích về ý nghĩa của hữu ái và phi hữu ái. Nhưng mà chúng tôi thì không có đồng quan điểm cái này, bởi vì cái ý kiến này ở trong kinh điển không có. Chỉ có hữu ái ở đây phát qua tanh ha đó được giải thích như ở trong ý kiến của ta cá, như thị thuyết mà hôm trước các Phật tử nào ở trong room mà có học vào cái lớp trong kinh Pháp Cú, chúng tôi giải ra, chúng tôi giải thích thì quý vị thấy cái chữ hữu ái ở đây đó, nó có 5 trường hợp. Một là người thích thú hay là mong muốn cái sanh cổ và cái sanh cổ vô sắc, gọi là thích thú với sắc hữu và vô sắc hữu, rupa phawa và arupa phawa, tức là thích tái sanh ở 27 cõi vui hữu sắc. 27 cõi hữu sắc, 27 cõi hữu sắc là 16 cõi phạm thi sắc giới và 11 cõi dục giới, trong đó có cõi nhân loại chúng ta. 4 cõi phạm thiên, không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ là 4 cõi vô sắc. Cái đó gọi là xin hữu vô sắc. Người mà thích thú tái sanh trong 31 cõi hai cái sanh hữu này thì như vậy cũng gọi là hữu ái. Thứ hai, người thích thú ở trong thiền lạc chana nitati,
thích thú trong thiền lạc, tức là gì? Tức là thích thú khi mà họ chán cái lạc, cái hạnh phúc của dục trần, đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc rồi đó. Thì lúc bây giờ họ đi tìm, họ chú tâm, nhất tâm trên địa ngục, bất loạn trên địa ngục, và họ chứng được sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh, có tầm có tướng. Đó là cái hạnh phúc, một cái sự an lạc. Họ thích thú trong cái niềm hạnh phúc đó. Cái niềm hạnh phúc này là niềm hạnh phúc tinh thần cao quý, cao cả hơn là cái hạnh phúc, cái thú vui dục lạc. Rồi họ chứng tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Họ chứng tới thiền không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sử xứ, phi tử vi tử xứ. Mỗi tầng thiền họ chứng đạt được cao hơn đó, thì họ đạt đến trạng thái hạnh phúc tinh vi hơn, hấp dẫn hơn. Và do vậy họ, một người mà họ tu thì họ chứng đắc được thiền, thì họ mê luyến theo thiền, gọi là tham ái đi cần thiết. Cái đó cũng gọi là hữu ái. Cái đó chúng ta gọi là hữu ái. Thì như vậy, thì chúng ta đã có được bốn cái hữu ái, tức là thích thú tái sanh cõi cõi dục, thích thú tái sanh cõi sắc, thích thú tái sanh cõi vô sắc, thích thú trong thiền lạc. Rồi bây giờ thứ năm đó, gọi là sắc sở tác di thí. Họ thích thú ở trong thường kiến, tức là họ nghĩ đến hiện tại mình có mặt, trong tương lai mình sẽ tiếp tục có mặt. Hiện tại mình đang giàu có như thế này, quyền quý như thế nào, thì đời sau mình cũng giàu có quyền quý như thế đó. Nghĩa là nó không có thay đổi, chắc thật hoàn toàn hậu mù mờ về cái việc mà có sinh có diệt, sắp phát có sinh có diệt. Họ không có nghĩ đến việc sinh diệt đó, mà họ nghĩ rằng là thế giới này chúng sanh là thường, thường còn sau khi chết. Họ rơi vào cái tình trạng đó, gọi là hữu ái nữa. Thì như vậy chúng ta có năm thứ hữu ái, nếu nói thật trong kinh điển. Rồi bây giờ có một cái rẽ, một ngã rẽ khác, tức là một người họ có một cái đoạn kiến ô chê đa đi thi, cái quan niệm đoạn kiến của họ khiến cho họ cảm thấy là họ không có gì bị cấm rứt lương tâm, họ không có gì họ bị buộc ràng. Thí dụ bây giờ đối với người Phật tử, cái chuyện mà mình làm, mình nói làm cho chúng sanh khác đau khổ, mắng chửi làm cho chúng sanh khác đau khổ, sau đó mình ra rứt, mình nghĩ bây giờ mình mắng chửi người ta, mai mốt bị cái quả, mình sanh ra ở đời luôn luôn lúc nào cũng bị người ta mắng chửi, dù cho không bị người này mắng chửi trả thù, nhưng mà cũng bị thiên hạ mắng chửi. Rồi người Phật tử gặp một cái sinh vật như là bò qua mấy cửa, những cái sinh vật sống, người Phật tử không dám giết,
mà đã lỡ tay giết chết, cái hối hận, cái tâm trai rứt, bởi vì nghĩ bây giờ mình sát sanh thì đời sau mình sẽ mang cái quả bị yểu tử vân vân, vì lý do còn sợ nghiệp báo, cho nên còn rứt. Nhưng mà đối với người mà họ vui trong cái đoạn tiếng đó, họ cho rằng chết là hết, không, không có đời sau, chết là hết, không có đời sau, không có sự tái sinh, không có ma quỷ gì cả, không có cái quả báo, không có nhân quả nghiệp báo gì hết, cho nên họ mặc tình, họ muốn đánh ai thì đánh, muốn chửi ai thì chửi, muốn giết ai thì giết, muốn đánh cha chửi mẹ cũng được. Họ không sợ, họ không sợ, cho nên họ cảm thấy như vậy là họ thông dung tự tại, họ thích thú với cái quan điểm sống của họ. Cái thích thú đó đó là thích thú trong cái đoạn kiến, chúng ta gọi đó là, đó là phi hữu ái, phi hữu ái. Thì chúng ta hỏi rằng là nếu như vậy có thể nào một người vừa có dục ái mà vừa có hữu ái, phi hữu ái không? Thì chúng ta nói rằng nếu mà theo cái cách trả lời của cái cách nói của Hòa Thượng Giác Đẳng khi nãy đó, thì người có hữu ái là có phi hữu ái. Nhưng mà ở đây chúng tôi không đồng quan điểm đó, vì nếu mà chúng ta nói trên phương diện thường kiến và đoạn kiến, thì hễ có thường kiến thì không có đoạn kiến, mà người chấp đoạn kiến thì không có thường kiến. Do đó cho nên có hữu ái thì không có phi hữu ái, mà có phi hữu ái thì không có hữu ái. Thế nhưng người có dục ái thì có thể vừa có dục ái và vừa có hữu ái đi chung. Đó là trường hợp tâm tham tương ưng tà kiến, hay là tham hợp tà. Người có dục ái họ vẫn có thể có phi hữu ái đi chung, đó cũng là trường hợp tâm tham tương ưng tà kiến, là tham hợp tà. Và có trường hợp là người chỉ có dục ái mà không có hữu ái, thì hữu ái đó là trường hợp trong tham, tham nắm trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng mà tham đó là ly tà kiến, bất tương tà kiến, đó là tham ly tà ở trong bốn tâm tham đi thi gạch tá quyết và vô tá mà chúng ta học ở trong thắng pháp. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, nó thích ăn cái bánh đó, là mẹ cho tiền cho quà, và khi nhận được tiền, nhận được quà của bố mẹ cho, thì nó khởi lên cái lòng tham. Nhưng mà cái lòng tham đó thì đối với một đứa bé, cái tư tưởng còn non nớt, nó chưa biết gì là thường kiến và đoạn kiến cả. Đúng là một cái dục ái mà ly tà kiến. Hoặc như một người Phật tử, chúng ta biết Phật pháp, mặc dù chúng ta vẫn thích ăn ngon, thích mặc đẹp, nhưng mà trong cái thích ăn ngon, thích mặc đẹp chỉ là thích hưởng dục lạc. Thì như vậy cái tham đó là tham ly tà. Trường hợp một người mà họ có dục ái liên quan đến hữu ái mà về tà kiến, thuộc về thường kiến là sao?
Thí dụ ở trong Thanh Tịnh Đạo, Quý Sư Thích Bát Cát có giải thích chỗ này. Một người khi mình hưởng thụ dục lạc, sắc nền tiếng hương mùi thơm bị ngô xúc lạc, thì họ nghĩ rằng là cái hạnh phúc này sẽ là vĩnh hằng, sẽ là trường cửu, đời này hạnh phúc, đời sau cũng hạnh phúc. Khi họ yêu nhau thì tư tưởng của họ sẽ khởi lên một cái mong muốn là tình yêu bất diệt. Mà có bao giờ tình yêu bất diệt đâu thương gì, luôn luôn có sanh có diệt chứ. Nhưng mà họ nói là tình yêu bất diệt. Các vị vua bao giờ cũng muốn mình sống đời đời kiếp kiếp để làm vua, để hưởng thụ. Cho nên cuộc thần dân phải gặp là tinh hô thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Những lời chúc nhà vua 14 tuổi, trăm ngàn tuổi và hàng tỷ tỷ tuổi, mà có ai sống vậy bao giờ đâu thú vị. Nhưng mình có phải vậy là hưởng dục mà chấp theo cái thường kiến gọi là hữu ái, chấp theo hữu ái. Một người Phật tử họ còn gặp một người họ cũng biết làm thiện, biết bố thí, biết giữ giới, nhưng mà họ vì họ thích thú với sắc thinh hương vị, họ làm phước cái họ nguyện rằng nguyện do cái phước báo này sau khi mệnh chung con sẽ được tái sanh ở cõi trời làm các vị chư thiên để hưởng thiên sắc, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Ở cõi người hưởng được sắc thinh hương vị xúc của cõi người, thì như là rõ ràng là dục ái của họ phối hợp với cái hữu ái. Còn khi một người họ hưởng thụ dục lạc đẹp tới hay vị mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ thấy cái quan điểm phủ nhận không có đời sau, không có các loại quá sanh, không có cái gọi là quả báo của hành vi thiện ác. Nếu họ hưởng thụ các cái dục dầu cho phải giết hại người khác, cướp của người khác, họ cũng biết chết thủ đoạn, vì họ nghĩ rằng chết là hết. Để được cơ hội thì cứ diệt, cướp của người khác để mà hưởng thụ. Thì như vậy người đó vừa có dục ái mà vừa có phi hữu ái. Cái này là giảng theo trong Thanh Tịnh Đạo, thưa quý vị. Chúng tôi thì không biết nói cái gì ở ngoài, cho nên chúng tôi chỉ nói về kinh điển thôi. Rồi nếu mà quý vị thụ giáo cái đó, đó thọ giáo cái đó thì quý vị thọ giáo, còn không thì quý vị học theo cái lối thông thường cũng được. Tức là học theo lối thông thường của các vị giảng sư khác giảng thì cũng nghe dễ hiểu, mà quý vị thấy gần bởi thực tế lắm. Quý vị muốn sửa sắc đẹp, muốn có gương mặt đẹp, muốn có gương mặt thanh tú, thì cái đó gọi là hữu ái. Hãy muốn có gương mặt đẹp thì phải chán cái gương mặt hiện tại méo mó, nhăn nheo của mình, thì cái đó gọi là phi hữu ái. Giảng vậy quý vị nghe thì quý vị thấy ok quá, dễ hiểu quá rồi. Nếu xét
Nhưng mà cái đó đó thì chúng ta chỉ giải ngoài thôi, chứ chúng ta không có viết thành văn bản để mà chúng ta in thì những quyển kinh được. Mỗi quyển kinh là truyền đời thôi quý vị, quyển kinh là truyền đời. Cho nên ở đây đó, chúng ta muốn trình bày thêm cái khía cạnh này để cho các Phật tử chúng ta nghe thêm. Học kim thì học lại cổ, học cổ học kim, học kim thì phải học cổ, chứ không có theo kim mà bỏ cổ được. Bỏ cổ tức là bỏ xưa đấy thưa quý vị. Chúng ta bỏ xưa thì chúng ta thất bại. Bây giờ chúng ta làm toán, dù chúng ta theo cái thời đại này toán học thì theo lý thức vân vân, chúng ta muốn giải theo cách nào cũng được, phương trình cũng được. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái phép tính cộng trừ nhân chia là từ xưa đến bây giờ người ta đã dùng để tính toán rồi, cho nên bỏ cái đó không được. Học gì thì học, nhưng mà cái bản cửu chương thì chúng ta phải biết, phải nằm lòng, chúng ta phải nhớ, phải ghi, chứ chúng ta đừng có chê là cổ lũ sĩ. Mà chê ông bà cổ lũ sĩ rồi chúng ta chỉ lấy hiện tại không học. Sau này cái thế hệ kế tiếp của chúng ta nó sẽ hư kinh điển. Thì chúng tôi có một vài điểm để chia sẻ cho quý vị. Một vài điểm qua cái bài học này. Sẵn đây có Thượng Tọa Tuệ Quyền, không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Giờ này thì thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền ở trong room. Xin hỏi một lần nữa, Thượng Tọa Tuệ Quyền có trước máy không? Dạ, tôi có con. Dạ, hoan hỷ quá. Bây giờ còn 20 phút còn lại, xin Thượng Tọa Quan Hỷ chia sẻ thêm với Phật tử, ôn lại cho họ về hai cái đế, hai cái vụ đế đã học là khổ đế đã học tuần qua và tập đế học hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, một Phật dạy được rồi. Dạ, con kính quan lời sư phụ. Thì kính cùng thỉnh sư phụ đi nghỉ đi sư phụ. Dạ. Nhưng còn thì kính sư phụ một giấc ngủ an lành, chánh niệm và khỏe mạnh. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá và kính bạch đến kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đến chúng tôi cùng chư Phật tử. Dạ, con kính cùng thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, con sẽ đảm trách cái giờ sau cùng. Dạ. À, có thể nói kính thưa quý vị, hai cái thể tài này nếu như chúng ta biết là chúng ta là một vị, là một người hiểu học Phật, phải nói rằng là người ta hiểu trên một cái khổ bình thường thì đó cũng là một cái khổ đế, nhưng mà nó rất tầm, nó rất là thấp. Bởi vì sự thật ra cũng như là khổ đế đúc khăn parinyayan, khổ đế cần phải được biến tri. Mà chúng ta phải biến tri thế nào? Chúng ta biến tri, chúng ta khổ thì chúng ta biết chúng ta khổ. Có thể nói vậy, nó khổ là cứ than trời trách đất là tôi khổ quá, tôi khổ quá. Có nghĩa là như vậy là khổ, có phải không? Họ gặp chuyện khổ thì họ mới cảm thấy khổ. Nhưng nếu trên cái nhìn của cái sự hiểu biết về cái khổ đó, thì cái nhân lạc nó xuất hiện là người ta biết, cũng như là cuộc hội ngộ đã nảy mầm chia ly. Sinh là ký, tử sẽ là quy, ký vào cuộc đời và chuẩn bị quy về tứ đại.
cái đó là thật như vậy. Rồi chúng ta thấy như thế thì cái buồn, cái vui gì nó cũng là cái cuộc đời, hay là nói các pháp hữu vi nó là như thế. Thì dầu cho là cuộc đời có vui, cuộc đời có buồn, cuộc đời có như thế nào thì cũng là, cũng là khổ. Tại sao nó là khổ? Cũng bởi vì nó chịu cái sự tác động của các pháp hành sabbe sankhara. Mà các pháp hành thì đó chính là các pháp do có nhân tạo tác, là chính là vô minh tạo tác sinh ra các hành mà chúng ta khổ đau. Bởi vì các hành đây, vì chúng ta hành phúc hành, bất động hành, thì cả ba cái hành này nếu không khéo đều đưa đến phúc hành là chắc chắn. Phi phúc hành thì và bất động hành thì nó cũng bị trong giới vứt của các pháp hữu vi. Nhưng nếu mà phúc hành chúng ta thực, chúng ta làm để chúng ta làm các công đức, mà từ đó chúng ta hướng tâm đến đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ, thì là một chuyện. Đó là cái nhân khởi, nó đi khác hơn. Chứ còn nếu như mà chúng ta làm việc thiện mà tâm tư chúng ta bình thường, hay là tâm chúng ta ước cầu, thì nó đều là rơi vào cái hệ lụy của các pháp hành thôi. Chúng tôi nói một lần nữa cho quý vị nghe. Thí dụ ví dụ chúng ta làm phước á, làm các thiện sự, ý đăng của tâm mê của nhân a sổ cái gia quan hô tú, ý đăng mê bùi nhằn nếp bàn á sách nếp bàn á nếp bàn á bác chị vô hồ tú, cái nhân lành này hãy là duyên để động khổ, cái nhân này hãy làm duyên để được chứng đắc nếp bàn. Thì như thế đó thì nó là một cái khởi nhân khác, thì nó có thể vượt ngoài cái hệ lụy của các pháp hành. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này á, khi chúng ta nói đến cái sự tập khổ, tức là cái nguyên nhân của chính nó, mà hôm nay cái bài giảng á, tức là cái tập đế đó, cái nguồn cơn và tất cả những cái mà chúng ta đã được nghe quá nhiều hồi nãy giờ là coi như là dục ái hữu ái phi hữu ái, chúng tôi sẽ không nói đến những cái biên đề đó nữa, mà chúng tôi chỉ nói trên một tinh thần để cho chúng ta thấy trên tinh thần của duyên khởi, xuyên qua duyên khởi thôi, để chúng thấy là chúng ta đã bị bao trùm, đã bị dính mắc, đã bị đau khổ, hay là lặp lại bài kinh chuyển pháp luân mà nhiều lần đọc trên một đoạn văn, để chúng ta nghe nhiều lời nhiều lần nữa để mà đi vào trong tâm khảm của mình. Ở kinh văn Đức Phật ngài có thuyết dạy rằng cái khổ đế này mà chúng ta phải biết, đó là cha tiếp bí đúc kha, cha ra bí đúc kha, gia tiếp bí đúc kha, má ra nằm bí đúc khăn, sô cá bá đi đều đúc khá đồ mà nát sô bà gia sa. Áp bí dê dô gô đúc khô, bí dê quyết và dô gô đúc khô, dầm bí chăng ná lá bá tiếp tanh bí đúc khăn, săn khít tê ná bánh chúc bà đà, nát khăn ta đúc khăn. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, cầu không được là khổ. Nói chung, còn chấp trên cái ngũ uẩn này là sắc tư tưởng hành thức này là phải khổ. Thì ở đó, kính thưa quý vị, khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời, là do nhân duyên của tam ái nó trợ tạo để chúng ta ra đời. Người ta nói rằng
nhân chi sơ tánh bổn thiện, theo cái tinh thần của Nho giáo, cái tuổi trẻ nó không có cái tội lỗi, nó không có cái ác, thì đứng trên cái nhìn của Phật pháp nó lại khác, nó không phải suy nghĩ như vậy. Cái nhân chi sơ tánh, cái bổn thiện của nó, tức là nó chưa có xuất hiện cái sự suy nghĩ ác về thân ác, về khẩu ác, về ý ác, nhưng nó phải chịu cái sự khổ. Sinh ra nó khóc lên, khóc tức là thuộc về sân phần khó chịu của thân. Rồi bây giờ nó bị cái gì? Đến khi nó sinh ra rồi thì nó khát sữa, nó nhớ mẹ, nó nhớ mùi của mẹ, nó nhớ mùi của người thân. Rồi nó thích cái này, ngậm cái này, cầm cái kia. Thì đó chính là cái khổ đó, chứ không phải là cái cũng chính là cái ái, cũng chính là cái tham, cũng chính là cái sân. Thì đó chính là cái bất thiện. Nó không tạo nên cái tội lỗi, chứ không phải là nó tánh bổn thiện được. Thì chúng ta nhớ rõ như vậy, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng nhân chỉ sẽ tánh bổn thiện như vậy. Cho nên Nho gia nói như vậy, Phật cũng nói như vậy, Phật không nói như vậy. Chúng sinh sanh ra mà nói cái khổ đây, tức là cái gì? Khổ của thân xác này và khổ của tâm hồn, nó cũng chính là đau khổ đó. Đó là quý vị. Người mẹ sinh ra đã khổ, người con xuất hiện trong cuộc đời cũng khổ, cả hai cùng khổ. Đó là sự thật. Rồi nó tiến thấy, nó gặp cái gì? Bắt đầu nó lên, bắt đầu nó được từ từ đầu cha mẹ, người thân ông bà dạy cái này, bắt đầu nó mới cái gì? Cảnh sắc của nó bắt đầu có. Bắt đầu cái gì? Cảnh thinh nó có, cảnh vị nó có, cảnh khí nó có, cảnh xúc nó có. Và ý trong lòng nó cũng đã có cái sự suy nghĩ, sự suy tư. Nó chỉ biết ăn, ngủ, uống sữa rồi ngủ. Rồi nhìn qua này, nhìn qua kia, lăn qua lăn lại, cười cười, đùa đùa, duỗi duỗi tay, duỗi duỗi chân, vân vân. Thì cái đó quý vị nuôi con, quý vị chắc quý vị hiểu được nhiều hơn. Thì cái đó, nói chung tất cả mọi cái thứ đó là điều sống trên tinh thần của tham ái, của đau khổ. Nếu hiểu biết trên cái sự tu tập thì sống trên sự đau khổ của ái. Rồi thì chúng ta thấy nó lớn lên một chút xíu, thì từ cái vô minh này nó tác động. Thì ngay khi nó vừa sinh ra đời, nó đã có đủ cái gì? Phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Bắt đầu tuổi trẻ nó thường, nó tức là nó ước mong đến cái chuyện thiện thì nó không có, cái phúc hành thì chắc là khó. Nhưng cái phi phúc hành thì nó thường xuyên. Nó bực bội, nó khó chịu, nó sân, nó thích, nó tham, nó muốn vân vân. Thì tất cả cái điều đó là có. Dạ. Thì chính cái hành này nó tác động để cho nó tái tục, nó để cho nó tái tục lại cái đời này. Nó trợ tạo cho cái thức mà đây chính là cái này, nó nói chúng ta phải liên hệ đến cái gì? Sanh hữu nghiệp hữu. Từ cái sanh hữu đó, từ vô minh nó dẫn sanh hữu ra. Và từ cái sanh hữu đó nó dẫn tới cái nghiệp hữu này, cái nghiệp hữu này để dẫn dắt chúng sinh đi tạo tác ở các nơi. Và bắt đầu cái sự hành, cái hành động của nó trong hiện tại này để đưa đến cái quả tương lai. Từ cái thức đó nó dẫn dắt tiếp tục đến danh sắc lục nhập xúc thọ. Bắt đầu có các căn, có các căn, bắt đầu mới có xúc. Khi có gì? Có căn, có cảnh, có thức, xúc khởi lên. Khi xúc khởi lên vậy, do có căn, có cảnh, có thức, xúc đã khởi, thì thấy là thọ cũng khởi lên luôn. Lục xúc này duyên cho lục thọ, lục căn duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ. Tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nó diễn duyên cho lục ái. Mà lục ái thì duyên cho lục thủ. Mà các pháp hữu vi nó vô thường, nó phải thay đổi. Cho nên giữ không được. Và giữ không được mà chúng ta muốn tiếp diễn như là sống chết. Muốn sống thì tiếp tục được sống. Đó chính là sanh hữu xuất hiện. Thì chúng ta phải chết. Chết thì sanh hữu xuất hiện và nghiệp hữu dẫn đi chúng tới. Và thừa... và tạo cho chúng sinh cõi vui, cõi khổ, hoặc là ở hình thái của khổ, của vui. Và rồi, thì đó, từ cái ái đó, lục ái nó duyên cho lục thọ
thọ nó duyên cho lục hữu, duyên cho lục thủ, mà giữ không được, sanh hữu nghiệp hữu xuất hiện. Mà em có sanh hữu nghiệp hữu thì có gì? Có sanh thì có già chết, sự bi khổ não, nó cứ thế. Mà gọi là patisamuppado vajathamo, nó cứ liên quan như vậy. Và có cái lúc á, cái này nó làm nhân, có lúc nó làm quả, có lúc cái này làm nhân, có lúc làm duyên, cái kia đi tạo ra quả. Thì trên cái tinh thần đó, kiếp chúng sinh đau khổ là như thế. Nó cứ vần xoay như vậy. Và rồi ở trong cái khổ trong cuộc đời này, chúng ta biến tri được cái gì? Chúng ta nhớ là hiện hữu, là chúng ta còn đau khổ. Khi nào mà hiện hữu là khi đó chúng ta đang đau khổ. Bởi vì hiện hữu tức là cái sự hiện hữu của sắc thân ngũ uẩn này, dầu cho phàm hay thánh đều phải chịu hệ lụy như thế. Đối với các bậc thánh thì các ngài không còn cái tâm khổ, nhưng thân khổ cũng vẫn còn. Chúng ta phải nhớ như khi các ngài bị đau nhất cái cảm thọ khổ, các ngài biết được cái cảm thọ khổ của thân, nhưng tâm của ngài nó không có nhức nhối, nó không có đau đớn như chính chúng ta, hay mệt mỏi, hay sợ hãi, hay sân hận không có. Nhưng cảm thọ khổ các ngài phải biết phải có, chứ đừng có nói rằng à, các cảm thọ các ngài được chứng đạo chứng quả rồi thì cảm thọ vui không, thì nói như vậy không phải. Cái tâm của các ngài không còn cái thiện ác, không còn cái sự khổ đau, không còn một cái nói chung là cái thiện cái ác. Nhưng các ngài, bởi vậy cho nên còn kiếp phàm phu của chúng ta vừa thân khổ mà tâm cũng khổ. Vừa mà thân bệnh, tâm cũng bệnh. Đối với các bậc thánh, tâm thân bệnh chứ tâm không có bệnh. Tức tâm bệnh tức là tâm còn phiền não. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều này. Thì như vậy, thì hiện hữu của sắc, của thọ, của tưởng, của thức này là phải chịu cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp hữu vi. Như thế thôi. Và nói ra do dục ái hữu vi hữu ái, nó làm nhân làm duyên để trợ tạo, cũng có thể nói như vậy. Chính ba cái ái này nó dẫn dắt, hay là chính cái gì tham dục và pháp dục nó dẫn dắt cho chúng ta đi, mà nhất là tham dục làm nhân làm duyên để khổ đau sinh tử luân hồi. Pháp dục cũng như thế, hành thiện để cầu mong ước muốn, đó chính là pháp dục. Ngay cả các tác dục chứng đắc các tầng thiền cũng là nhân để sanh đau khổ, hay là ngoại trừ cái tác dục mà ở đó mà nó ly tham, ly sân, ly phiền não thì không nói. Cho nên ở đây là chúng ta thấy cái nguyên nhân dẫn dắt đến cái sự sanh tử, cái sự đau khổ. Mà chúng sinh thì luôn luôn sợ quả, chứ ít có sợ cái nhân, ít hiểu biết về cái nhân. Người trí tuệ và bậc Bồ Tát hay người hiểu biết nhân quả, hiểu biết về cái sự tu, người ta sợ gây cái nhân, người ta chấp nhận đối diện với cái quả. Khi mà người ta hại mình, khi người ta lừa gạt mình, khi người ta đánh đập mình, khi người ta làm cho mình không có an vui, thì người biết tu tập, biết đón nhận và biết buông bỏ, cái chỗ này nó hay chỗ đó, thì chúng ta vượt thoát. Còn nếu như mà quán thù quán trái, thì quán thù bực bội khó chịu thì gây nên quán trái, gây nên cái sự bực bội, cũng tiếp tục đau khổ để trả. Thì vì vậy cho nên đối với các bậc trí tuệ, người các bậc Bồ Tát, người ta chấp nhận cái quả, mà người ta sợ gây cái nhân. Bây giờ nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, bây giờ nó đánh tôi thì tôi đánh lại, nó chửi tôi thì tôi chửi lại, thì đó chứ tức là hận, lấy hận mà bây giờ chấm dứt hận, mà hận mới diệt được hận. Tức là chúng ta biết buông bỏ. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không giữ, ai ôm ấp thì tự ôm ấp, ai không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi, mà không ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Chẳng qua là chúng ta chấp ngã, chúng ta cảm thấy chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị buồn. Nhưng sự thật ra rồi, không mà chúng ta bị buồn. Tại sao người ta yên ấm? Tại sao mà người ta được tốt đẹp? Người ta nói rằng do người ta hại tôi, hay do người ta phụ tôi, do người ta bỏ tôi, do người ta quên tôi rồi,
tất cả cái điều đó đều là nhân quả. Thật sự như vậy, đều là nhân quả hết. Thì nhân quả khi nó còn cái duyên, thì cái duyên đó đó, nó trợ tạo ra nhiều cái điều mà chúng ta cảm thấy thích thú. Còn khi chúng ta hết cái duyên rồi thì cảm thấy ghét bỏ và sợ hãi. Thì ở đây cũng chính là nguồn cơn của đau khổ thôi. Bởi vì cho nên khi chúng ta tu, chúng ta đối diện biết rõ về cái khổ, mà chúng ta sợ cái gì? Bớt lại cái lòng tham của mình, bớt lại cái lòng sân của mình, cái lòng sân oán hận của mình, để không gây cái sự đau khổ đời này đời kia. Rồi chúng ta chấp ngã, chấp hữu, chấp ngã để cho rằng mình bị tổn thương, mình bị mất danh dự, mình bị quê độ như thế này như thế nọ. Thì sự thật ra cái đó xét cho kỹ, thời gian rồi cũng qua. Người ta có ghét mình cứ tu hành, mình cứ nhẫn nhịn, rồi y như mà Đức Phật ngày dạy ngày Phú Luân Na, nó chửi mình thì thôi, cứ nhịn hoài, trả lời như ngày Phú Luân Na vậy đó. Rốt cuộc thì cũng sống thôi, thì không có làm được gì hết. Chửi một ngày, chửi hai ngày, chửi ba ngày, hay là có cái như là Đức Phật ngày đi đến cái xứ nọ, người dân xứ Quốc Chi bị người ta chửi quá, thì Ngã Năng Bạch Thế Tôn thôi đi chỗ khác đi. Ngã Năng đi chỗ khác bị chửi từ sau vậy đi nữa à, Như Lai không có đi đâu nữa. Trong vòng 7 ngày cũng chấm dứt. Đó cũng là một ý niệm tu hành, đó cũng là một thân giáo, cũng là bài học rất là hay. Thì chúng ta cứ đón nghe, rồi cũng xong, rồi cũng qua. Và nói ra một chuyện lớn lao hơn nữa, đó là cái gì? Nguồn cơn đau khổ trong cuộc đời này, cảm thọ nó vô thường, nó đi qua hết trơn. Cho nên cái ý niệm tu hành là chỗ đó, rồi nó đi qua hết, nhưng chúng ta biết thì nó qua. Còn chúng ta không biết thì nó không bao giờ qua được. Chúng ta cứ ân quán, bực khó chịu, hận, giận, buồn. Yeah. Thì có thể nói rằng, nói chung, tất cả những nguồn cơn buồn, vui, khổ, đau, hạnh phúc hay đau khổ, rồi tốt hay xấu, của Sankhara, tức là của các pháp hành, thì của các pháp hữu vi, mà còn nằm trong giới vứt đó, thì đây chính là đau khổ. Kính thưa quý vị, nói đến cái này cũng nhắc thêm, cái tập đế là nhân, cái khổ đế là quả. Nhưng chúng ta không thể nói đạo đế là nhân, diệt đế là quả nha. Đừng có nói như vậy là không được. Nhắc thêm cái này cho quý vị, bởi vì diệt đế là phi nhân phi quả. Như vậy đó, niết bàn là phi nhân phi quả. Thì cái này nó là chuẩn bị cho những ngày học tới. Thì đó chính là cái nhân quả ở hai cái phần này. Nếu mà ai mà nói rằng niết bàn là nhân mà diệt đế là quả, là người chưa có học hiểu về một cái căn bản cao của tứ đế. Thì kính thưa quý vị, bốn giá trị sự thật này nó xuyên suốt bao đời nay cho tất cả chúng sinh ở mọi thời, ở mọi lúc, và Đức Phật ngài ra đời để hiểu biết được, để giác ngộ, để hiểu về sự khổ, hiểu về cái nguyên nhân sinh khổ, và để thành tựu được, đạt được cái sự chấm dứt, đạt được cái sự chấm dứt khổ. Và ngài đã kinh qua, đã tu tập qua và chỉ lại con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Là như vậy mà chư Phật ba đời tuyên thuyết chân lý này, là giá trị sự thật xuyên suốt ba thời. Dạ, giờ đây thì cũng đã vừa tới cái thời gian chấm dứt cái chương trình sinh hoạt và thảo luận của Rung Phật Pháp của Tất Thâm Má. Kính cảm niệm công đức của chư Tăng đã vào room để đóng góp thuyết giảng cũng như thảo luận, và ghi nhận tất cả những cái sự đóng góp của các ấp điều hành, và kính đảnh lễ quý ngài và tri ân đến quý vị. Kính chúc, kính chào quý vị, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và mong
Hẹn sẽ gặp lại chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ. Và tiếp theo cũng mời tử MC hôm nay, tử Mr. Banya lên để kinh hữu và hoàn mãn chương trình. Nam mô Phật Thầy ạ. Sa tu thành thầy, chúng con thành kính chư Thượng Tọa Toàn Quyền. Sa tu thành thầy, con Metta-banya xin thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa phi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tông chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính thưa ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh.